Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay ngày 13 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng các cái mẫu sản phẩm về đồ thờ cúng tâm linh. Mẫu sản phẩm hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ tới quý khách hàng đó là một chiếc sập gụ và hai cỗ bài vị thờ gia tiên. Thì trong video này chúng tôi chủ yếu đó là giới thiệu cỗ bài vị được làm từ chất liệu gỗ mita. Thì bài vị là gì? Bài vị đang còn rất là nhiều người chưa biết đến cái tên gọi bài vị hay còn gọi là linh vị thờ. Hôm nay chúng tôi sẽ giải thích. Bài vị đó là một cái tấm thẻ bằng gỗ được dùng để ghi tên, chức tước của các cái người trong gia đình đã khuất. Và bài vị nó thể hiện cho sự hiện diện của người đã khuất đang ngồi trên chiếc ngai thờ để chứng giám cho các cái lòng thành của con cháu. Và mẫu bài vị này là bài vị hàng kỹ của cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành được làm từ chất liệu gỗ mita. Trong video clip trước tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái mẫu bài vị, thì quý khách có thể tham khảo thêm tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành thì quý vị có thể xem được. Và nội dung trên bài vị thì được viết bằng chữ Hán Nôm từ phải qua trái và từ trên xuống dưới. Ở giữa thì là tên người được thờ và hai bên là vai vế hoặc năm sinh hoặc năm mất của cái người đó. Ví dụ như cha thì chúng ta sẽ viết là Hiền Khảo, và nếu là ông nội chúng ta phải viết là Tổ Khảo, và bà cố thì chúng ta viết là Tằng Tổ Tỷ, và ông sơ thì là Cao Tổ Khảo. Tiếp đến nó là tước vị nếu có. Sau đó là sẽ đến các cái họa tên của người được thờ. Đó là các cái đặc điểm lưu ý khi chúng ta khắc tên bài vị thờ gia tiên, cũng như là trong các cái dòng họ từ đường. Cỗ bài vị này chúng tôi làm với hai kích thước đó là 61 và 75. Nó vào cung phong thủy số đẹp. Tôi sẽ quay rất chi tiết cho quý vị và các bạn xem các cái mẫu bài vị hàng kỹ hàng đẹp của chúng tôi. Trong thời gian vừa qua chúng tôi đã bàn giao được rất nhiều bài vị tới tay các khách hàng trên toàn quốc. Quý vị có thể xem thêm bài vị cộng với ngai thờ tại địa chỉ trên YouTube, đó là bài vị gỗ Mita cộng với ngai thờ của cơ sở đồ gỗ Hiền Lành. Trong video clip trước tôi đã bàn giao cho rất nhiều khách hàng đó là như Nghệ An, Bình Thuận, họ Hoàng ở Thanh Hóa, quý vị có thể xem thêm. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật được các cái video mới nhất mà cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành đưa lên. Cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo.